vẽ chibi có những khuôn mặt như thế nào, tỷ lệ ra làm sao? Hôm nay mình chia sẻ nhé. Đầu tiên thì vẽ cho mình hình vuông này, nối hai đường chéo để tìm ra tâm. Từ tâm chúng ta kẻ trục chính giữa và trục ngang, rồi vẽ đường ngang nữa này, rồi vẽ tiếp này. Đến phần vẽ mặt sẽ có ba dáng mặt khác nhau. Dáng mặt đầu tiên mình thấy vẽ chibi nữ khá nhiều. Đoạn này chúng ta sẽ hơi cong cong một chút, vẽ tai và mắt sẽ ở khoảng vị trí này nha. Bạn nào mà vẽ mắt chưa được cân đối thì hãy kẻ khung trước nhé. Phần đầu của chibi chúng ta sẽ vẽ như thế này này. Chuyển sang khuôn mặt thứ hai, mình thấy vẽ cho nam giới nhiều này. Đường chéo xen vào đây khá là ngắn, đường cong ở đây vẽ cũng khá là dễ đúng không các bạn? Mình sẽ vẽ tương tự đôi mắt giống ở hình 1 nha. Chuyển sang mặt chibi hình thứ ba, chúng ta sẽ vẽ đường cong ở vị trí này nhé. Các bạn nhớ quan sát kỹ này, vị trí vẽ mắt và tai vẫn sẽ giống y hệt ở hình 1 nha các bạn. Mặt cuối cùng mình tìm hiểu có hơi đặc biệt một chút, ở đây sẽ hơi phình ra nha các bạn. Mắt mũi và tai chúng ta vẽ tương tự nhé. Giờ thì mình sẽ chia sẻ tỷ lệ dáng người vẽ chibi nha. Áp dụng cách vẽ mặt như lúc nãy mình hướng dẫn, tỷ lệ đầu tiên vẽ chibi là tỷ lệ hai đầu dài của đầu bằng chiều dài của thân. Tiếp tục chia đôi ta được thân trên và thân dưới, chiều dài của tay sẽ đến hông. Tay này mình vẫn chưa vẽ bàn tay nha. Tiếp tục tỷ lệ tiếp theo là tỷ lệ hai đầu rưỡi, vẽ tỷ lệ này chúng ta có thể thấy rõ cổ hơn một chút này. Mình sẽ chia đôi chiều dài này để xác định thân trên thân dưới. Tự với dáng người chibi có ba đầu, vẽ cũng na ná thôi. Các